Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chặt tay cứu mẹ. Cao Đức Phúc lúc hơn 20 tuổi, nhân mẹ chú bị bệnh, chú rất nóng lòng nên đến chùa Tam Duyên chuẩn bị chặt tay, cầu mong Đức Phật xót thương, khiến cho mẹ chú mau lành bệnh. Hòa thượng vì cảm động lòng hiếu thảo của chú, ngài đích thân đến đồn Đại Nam Câu trị bệnh cho mẹ chú. Hòa thượng kể, tại đồn Đại Nam Câu cách chùa khoảng 18 dặm đường, có một người tên là Cao Dạng Phong. Vợ ông hút thuốc phiện. Về sau, bà ta bị bệnh nằm liệt giường, và bà bệnh đến nỗi không còn hơi sức để hút thuốc phiện nữa. Môi miệng bà đều khô cứng như bị lửa thiêu đốt, đầu lưỡi bà cũng đen thui. 7-8 ngày qua bà đã không ăn uống gì. Con bà là Cao Đức Phúc khoảng 20 tuổi, vì muốn cứu mẹ, chú âm thầm phát nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay trước bàn Phật. Chú nghĩ tưởng đem lòng thành của mình cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cho mẹ chú. Vào đầu tháng 4, nhân ngày lễ Phật Đản tắm Phật, có rất nhiều người tới chùa Tam Duyên lễ Phật. Đến lúc trưa khoảng hơn 1 giờ, Cao Đức Phúc đem theo con dao bao bọc giấy báo ở ngoài rồi đến chùa. Chú thắp nhang trước bàn Phật xong, bèn quỳ trước bàn Phật, mở giấy báo, lấy ra con dao ra tính chặt cánh tay trái của mình. Những người chung quanh thấy được, vội chụp giữ cánh tay phải của chú lại nói, chú muốn làm gì đây, chú làm gì vậy? Chú nói mẹ chú bị bệnh, trị sao cũng không hết. Chú muốn chặt tay mình để bày tỏ lòng thành, mong Bồ Tát gia hộ cho mẹ chú được sống thêm vài năm nữa. Thường thì người ta đều tôn kính Hòa Thượng Phương Trượng của chúng tôi như Bồ Tát sống, Phật sống. Lúc bấy giờ có một vị cư sĩ tên Lý Cảnh Hoa là vị thân tín nhất của Hòa Thượng Phương Trượng. Ông nghe nói tình trạng của chú ta như vậy, bèn dẫn chú đi gặp lão Phương Trượng. Lý Cảnh Hoa nói, Hòa Thượng Phương Trượng từ bi, xin ngài hãy giúp đỡ cho chú. Lão Phương Trượng nói, giúp đỡ, nhất định là phải giúp đỡ rồi. Ông mau đi gọi thầy An Từ tới đây. Hòa Thượng Phương Trượng bảo Lý Cảnh Hoa đến tìm tôi, và tôi bèn đi gặp Hòa Thượng Phương Trượng. Tôi tới phòng của Phương Trượng. Sau khi đảnh lễ Phương Trượng xong, tôi đứng qua một bên. Tôi nói, bạch Hòa Thượng Phương Trượng, thầy cho gọi con có chuyện gì ạ? Hòa Thượng Phương Trượng lấy tay chỉ chú ta, nói, chú này rất hiếu thuận, vì cứu mẹ mà muốn chặt tay mình đó. Tôi nói, chặt một tay hả? Hay là chặt cả hai cánh tay? Đều không có chặt cánh tay nào hết. Tôi tiếp, vậy sao gọi là chặt tay được? Vốn là không có chặt tay mà. Hòa Thượng Phương Trượng không có biện tài gì, chỉ nói, họ đã cản không cho chú nó chặt đó. Con tội nghiệp cho chú ta mà đi cứu cho mẹ của chú đi. Tôi nói, người ta tới tìm thầy, chứ đâu không phải kiếm con. Sao thầy lại muốn con giúp đỡ chứ? Con không biết gì chuyện này à? Hòa Thượng Phương Trượng nói, cái gì mà gọi là tìm thầy tìm con hả? Con giúp được thì hãy giúp cho chú ta một chút đi. Con không thấy chú ta thành tâm như vậy sao? Tôi nói, thầy không thể cứ kiếm chuyện cho con hoài, làm con phiền phức thêm như vậy. Hòa Thượng Phương Trượng nói, con làm được mà, nếu làm được thì con hãy đi giúp người ta đi, để kết cái mối thiện duyên và phát cái tâm từ bi đi mà. Lúc đó tôi còn trẻ, nhưng tôi cũng không muốn xía vào chuyện người khác, nên tôi nói với chú Cao Đức Phúc rằng, tôi không có cách gì hết, thôi chú hãy đi về đi. Tuy tôi nói vậy, nhưng chú ta vẫn quỳ ở đó. Thật ra là chú ta muốn cầu cứu tôi, nếu tôi không đi thì cũng vậy thôi. Tuy bề ngoài tôi ra vẻ không để ý đến chú ta, nhưng tôi đã hồi hướng cho chú ta, đã giúp chú giải quyết về vấn đề của mẹ chú rồi. Vậy mà chú ta nào có biết, nên vẫn quỳ ở đó khóc lóc. Tôi cảm thấy lòng hiếu thảo của chú ta cũng có chút thành tâm đấy. Tôi bèn nói với Cao Đức Phúc, để thử coi, hay là để tôi tới nhà chú xem sao, chú về trước đi. Cao Đức Phúc nói, thầy biết đường không? Tôi nói, mặc kệ tôi, chú cứ việc tự mình đi về nhà trước là được rồi.
Nhà chú ta cách chùa tôi cũng có tới 7-8 dặm. Chú ta đạp xe đạp đi trước, còn tôi thì đi đường nhỏ sao? Khi tôi đến nhà chú là đã 5 giờ chiều rồi mà chú ta vẫn chưa về đến nhà. Người nhà của chú không biết tôi, ngăn không cho tôi vào nhà, nói: "Nhà chúng tôi có người bệnh, không có tiền, xin thầy đừng tới đây quyên góp." Người xuất gia đi đến chỗ nào, thường thì người ta thấy đều chán ghét, đều nói: "Chúng tôi không có tiền, thầy đừng tới quyên góp." Cho nên tôi nói, dù chết cũng không quá duyên, là do nhân duyên này. Các vị khó mà nghĩ ra lúc xưa tôi đã gặp qua biết bao là cảnh trạng như vậy. Tôi nói với họ, tôi không phải tới để quyên tiền của các người đâu. Trong nhà các vị đã có người đến chùa chúng tôi muốn chặt tay mình đó. Các vị có biết không? Nay tôi tới đây để gắn lại cánh tay cho người đó đấy. Họ nghe vậy mới cho tôi vào nhà. Vào trong tôi ngồi trên khán đó, nhưng cũng không có ai để ý đến tôi. Qua khoảng 5 phút sau, chú ta mới về đến nhà. Thấy tôi, chú ta kinh ngạc hỏi, sao thầy lại tới trước con thế? Thầy đi xe gì tới vậy? Tôi nói, tôi chạy bộ tới đó. Thầy chạy sao mà nhanh vậy? Tôi nói, chú đi đường lớn, tôi đi đường nhỏ, dĩ nhiên là đi mau hơn chú rồi. Chú lập tức gọi cả nhà tới cúi đầu đảnh lễ tôi. Lúc đó tôi không mang giày, cũng không mang vớ. Họ đều cảm thấy tôi rất đặc biệt. Tôi lấy giấy vàng ra viết một trang sớ cho Diêm Dương. Sớ nói rằng, tôi là ai, hiện tại tôi tên gì gì, tại nhà của người họ gì gì, nhà số mấy mấy. Bởi vì mẹ của chú ta bị bệnh nên chú tới chùa muốn chặt tay mình cúng Phật. Tôi nay thỉnh Diêm Dương đặc biệt khai ân, nhất định phải thả cho người này trở về. Nếu không thả cho về, tôi sẽ không khách sáo với ngài đâu. Cả nhà của chú rất thành tâm quỳ dưới đất. Đời tôi đem đốt tờ sớ đó rồi, mọi người mới đi ngủ nghỉ. Còn người bệnh này thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm ngày thứ hai, người bệnh đã 7-8 ngày không ăn, không uống, không nói chuyện, cũng không mở mắt. Bỗng tự mình ngồi dậy trên khán gọi, Cát Tử, Cát Tử. Cát Tử là tên trong của Cao Đức Phúc. Bà nói, con đem chút cháo tới cho mẹ đi, mẹ muốn uống nước cháo, mẹ thấy khát nước không chịu nổi. Cao Đức Phúc nghe mẹ nói chuyện được, chú vui mừng vô kể xiết, mau chạy đến trước mặt bà nói, mẹ ơi, mẹ mạnh rồi hả? Mẹ chú nói, qua nhiều ngày như vậy, mẹ không biết tự mình đã chạy đi đến chỗ nào nữa. Rồi mẹ tới chỗ không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, cũng không có ánh lửa. Mọi nơi đều tối đen âm u, chẳng thấy được gì. Muốn về nhà cũng không biết nhà ở đâu. Trước mắt thì hoang mang, mơ mơ màng màng. Cao Đức Phúc hỏi, vậy thì làm sao mẹ mới hết bệnh được? Bà nói, chiều hôm qua mẹ gặp được một người xuất gia, thầy mặc đồ rách nát, rồi ổng dẫn mẹ về nhà đó. Con sau này có gặp vị thầy nghèo đó, bất luận ra sao đi nữa, con cũng nên cho thầy ấy một chút tiền, kết chút duyên nhen. Con trai bà nghe vậy nói, vị thầy đó có dáng người ra sao? Bà nói, vị xuất gia đó rất cao, nếu mẹ gặp được, mẹ sẽ nhận ra ngay. Con trai bà liền chỉ về phía tôi. Lúc đó tôi còn nằm trên khán, nói, mẹ nhìn xem, có phải là vị thầy đang nằm trên khán đó không? Mẹ chú ta vừa nhìn là nói, là thầy đó, chính thầy đó dẫn mẹ trở về đó. Thì ra vậy. Thế là cả nhà chú liền chạy đến quỳ lại, đều muốn quy y tôi. Họ cũng không thăm dò xem sư phụ này là sư phụ tốt hay sư phụ xấu, có đạo đức hay không, là cả nhà đều quy y tôi. Tôi nghĩ thầm, theo việc này, nếu tôi muốn quyên góp họ, nhất định có thể tu sửa chùa được. Nhưng tôi đã không quyên góp, cũng không hóa cái duyên này. Hôm qua, các người đã không cho tôi vào cửa, nên tôi không quyên góp của các người đâu. Cá tánh của tôi là vậy đó. Tôi đã dùng pháp bảo ấn thủ 2 lần. Một lần tại nhà họ Cao ở Đông Bắc và một lần ở Hồng Kông. Tại Đông Bắc là bất đắc dĩ mới dùng, không thể không dùng được.
Sau khi tôi bắt Bảo Ấn Thủ xong là bà ta liền lành bệnh. Nhưng phiền toái cũng đến. Người này nói bị bệnh, người kia cũng nói bị bệnh, bệnh nhân càng nhiều thêm. Tôi nói, các người đều bệnh, thiếu nợ bị đánh đó. Cho nên tôi lấy cái phất trần, đánh mỗi một bệnh nhân 3 cái phất trần. Sau đó tôi hỏi họ, các vị có còn bệnh nữa không? Không đau nữa, lành rồi. Tôi nói, các vị đều nợ bị đòn, để tôi đánh cho một cái tức sẽ không còn bệnh nữa. Mẹ của chú do đó mà hết bệnh, lại sống thêm được 20 năm nữa. Năm 1987, tôi từng gọi Cao Đức Phúc, Cao Đức Tường, Cao Gia Tân, vợ của Cao Đức Tường, gia đình 5-6 người họ đến Vạn Phật Thành đây tham quan. Ghi chú, năm 1987, Vạn Phật Thành cử hành Đại Pháp Hội Thủy Lục Không lần đầu tiên. Các thầy và phái đoàn từ Trung Quốc tới, tổng cộng là 100 người. Hòa thượng đặc biệt mời một vị cư sĩ nam từ Los Angeles tới Vạn Phật Thành lo việc trai soạn, chuẩn bị ngày 3 bữa cơm cho họ tại nhà bếp nhỏ ở Vạn Phật Thành. Đồng thời Hòa thượng cũng mời đón một số bà con đồng hương còn khỏe tới Vạn Phật Thành, trong đó có 2 vợ chồng người Anh thứ 3, vị giảng sư tại Hội Đạo Đức là Môn Nhật Bình, còn gọi là Môn Nhất Bình, cùng tới với gia đình Cao Đức Phúc. Ông Cao Đức Phúc đã lớn tuổi, cộng thêm cuộc hành trình mệt nhọc, nên vừa tới Vạn Phật Thành là ông bệnh nằm liệt giường. Hơn nữa, bệnh tình rất nghiêm trọng. Ngày đó, bỗng nhiên Hòa thượng gọi vị nam cư sĩ. Chú mau tới nhà bếp xem sao. Sư phụ, bây giờ mà đi nấu cơm thì vẫn còn sớm chán. Hơn nữa, ở nhà bếp có gì hay đâu mà đi xem. Ở đó cũng không có thức ăn gì ngon, nên không có ai thèm tới đó đâu. Hòa thượng nói, chớ nói dòng do, bây giờ chú có đi hay không? Dạ đi, đi, đi. Chú cư sĩ vừa đến nhà bếp nhỏ là gặp ngay con của ông Cao Đức Phúc đang tới đó tìm cháo nóng cho cha chú. Bởi vì các tu sĩ ở Vạn Phật Thành ăn ngày một bữa, nên lúc đó nồi chảo ở nhà bếp vẫn còn lạnh tanh. Con của ông Phúc không biết phải làm sao, quýnh quáng nên kêu, sư phụ hoài. Khi thấy có người ở nhà bếp nhỏ, chú lật đật chạy đến hỏi xin cháo. Chú cư sĩ nói, không được, nhà bếp này chỉ để nấu thức ăn cho các thầy từ Trung Quốc tới thôi. Còn ông Phúc nói, cha tôi bị bệnh nặng lắm, tôi muốn cho ông ta uống chút nước cháo nóng. Vừa nghe là cho người bệnh, chú cư sĩ liền nói, vậy thì được. Tay chân chú ta cũng thật nhanh nhẹn, vừa bắt đầu nấu cháo, vừa bắt chuyện với đối phương. Chú nghe nói họ là đồng hương của sư phụ, chú liền ra điệu bộ chặt cánh tay hỏi, có phải các người ở đó có một hiếu tử muốn chặt tay để cứu mẹ phải không? Con ông Cao Đức Phúc bẽn lẽn đáp, là cha của tôi đó. Và không lâu sau, Hòa thượng lái chiếc xe nhỏ, nguyên là xe chơi gôn, cũng đến nhà bếp nhỏ. Chú cư sĩ bèn báo cáo, sư phụ, người đồng hương của sư phụ, người mà hồi xưa muốn chặt cánh tay đó, nay ông ta bị bệnh rất nặng gần chết rồi. Hòa thượng liền bảo chú chỉ đường đến chỗ ở của Cao Đức Phúc. Hòa thượng nhìn thấy ông Phúc nằm trên giường như sắp chết, bèn kéo tay ông nói, tôi bảo chú đến Vạn Phật Thành, chứ đâu có bảo chú chết ở Vạn Phật Thành đâu. Tôi không cho phép chú bị bệnh à. Nói xong, ngài vỗ nhẹ lên tay ông vài cái rồi mới đi. Ngày sau, chú cư sĩ gặp con ông Phúc đến xin cháo. Biết là ông Phúc đã đỡ rất nhiều, nên không ngăn được cảm xúc nói, nếu như tôi có thể học được câu tôi không cho phép chú bị bệnh là được rồi.